Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 hợp cây cảnh gì để mang lại may mắn cho gia chủ? Những người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 hợp cây cảnh gì? Đây là câu hỏi được nhiều người tuổi này rất quan tâm. Nội dung bài viết này, Cây Cảnh Hà Nội sẽ giải đáp thắc mắc cho những người cầm tên con ngựa năm 1990. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm một loại cây phong thủy làm quà tặng cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp tuổi Canh Ngọ thì cũng đừng bỏ qua bài viết sau đây. Tính cách của người tuổi Canh Ngọ. Người tuổi Canh Ngọ là người rất năng động, nhiệt tình và luôn tìm tòi cái mới. Trong công việc, họ luôn nhiệt tình, không chịu đứng yên một chỗ, luôn tìm cách đi lên và phát triển. Người tuổi Canh Ngọ rất được lòng đồng nghiệp và bạn bè vì sự nhiệt tình, quan tâm, luôn hướng đến mọi người. Người tuổi Canh Ngọ hợp mệnh gì? Người sinh năm 1990 tuổi Canh Ngọ cầm tên con ngựa theo ngũ hành. Người này thuộc mệnh thổ, lộ bằng thổ, đất trên đường. Theo các chuyên gia phong thủy thì mệnh của người sinh năm 1990 khá yếu bởi đất ven đường không được chăm sóc, nuôi dưỡng cộng với việc thổ không ngăn được thủy khiến cho cuộc đời của người tuổi Canh Ngọ gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Cách chọn cây phong thủy cho người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Theo phong thủy, việc lựa chọn cây cảnh cho người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 sẽ dựa vào ngũ hành tương sinh, tương khắc của mệnh. Người tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ có mối quan hệ tương sinh, tương khắc như sau. Tương sinh, hỏa sinh thổ và tương khắc, mộc khắc thổ. Dựa theo ngũ hành tương sinh, tương khắc, chúng ta sẽ biết được đâu là cây phong thủy phù hợp với những người mệnh thổ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Và đây là cây phong thủy mà người tuổi Canh Ngọ nên tránh bày trí trong nhà, cụ thể như sau. Cây phong thủy người sinh năm 1990 nên chọn. Đó là cây phong thủy thuộc hành thổ với màu sắc đặc trưng là màu vàng sẫm hoặc nâu đất, hoặc cây thuộc hành hỏa với các màu đặc trưng là đỏ, cam, hồng hoặc tím. Cây phong thủy cho người sinh năm 1990 nên tránh. Cây thuộc hành mộc với màu đặc trưng là màu xanh lá cây hoặc xanh nón chuối. Tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 hợp cây cảnh gì? Dựa vào cách chọn cây phong thủy theo màu sắc tương hợp và tương khắc nói trên, dưới đây là các loại cây phong thủy hợp với tuổi Canh Ngọ mà những người sinh năm 1990 nên lựa chọn bày trí trong nhà hoặc nơi làm việc. Sinh năm 1990, hợp cây sen đá kim cương. Cây sen đá kim cương trong phong thủy ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa to lớn, đặc biệt là đối với người tuổi Canh Ngọ. Loại cây này tượng trưng cho nghị lực sống mạnh mẽ, phi thường, vượt qua mọi khó khăn giông bão. Với người trẻ sinh năm 1990, sen đá kim cương nhắc nhở về một cuộc sống có lý tưởng, có chí tiến thủ, không chịu khuất phục. Hơn nữa, người tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ trồng sen đá kim cương sẽ giúp công việc làm ăn, kinh doanh thuận lợi, ít gặp trắc trở, đường công danh luôn có sự hỗ trợ để thực hiện các kế hoạch một cách dễ dàng. Tuổi Canh Ngọ hợp cây bạch mã hoàng tử. Cây bạch mã hoàng tử nghe cái tên đã biết rất phù hợp với người tuổi Ngọ, đặc biệt là những người sinh năm 1990 mệnh thổ. Người tuổi này khi trồng cây bạch mã trong nhà sẽ giúp gia tăng năng lượng tích cực, cân bằng được cuộc sống, luôn cảm thấy thư thái và hạnh phúc. Từ đó có khả năng làm việc sẽ hiệu quả, mang lại nhiều tài lộc, may mắn. Vậy nên bạn hãy sở hữu ít nhất một chậu cây bạch mã hoàng tử trong nhà. Sinh năm 1990, hợp cây cẩm nhung đỏ. Xét theo phong thủy, cây cẩm nhung đỏ thuộc hành hỏa. Chính vì thế, cây rất phù hợp với những người mệnh hỏa và mệnh thổ. Cho nên, những người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 khi trồng cây cẩm nhung đỏ sẽ gặp nhiều may mắn, thịnh vượng, dễ dàng thăng tiến. Cây cẩm nhung đỏ cũng sẽ giúp những người tuổi Ngọ áp chế được tính cả thèm trong chắn, hành động bộc phát, cải thiện mối quan hệ để cuộc sống thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Sinh năm 1990, hợp cây hoa lan hồ màu vàng, đỏ, hồng, tím. Trong phong thủy, cây lan hồ điệp không chỉ sở hữu vẻ đẹp tuyệt sắc mà còn có ý nghĩa giúp gia chủ phát triển vững mạnh, ổn định trên con đường tài vận. Đối với gia chủ sinh năm 1990, trưng hoa lan hồ điệp, các màu vàng, đỏ, cam, hồng, tím sẽ giúp củng cố tiền bạc, quản lý, giữ vững tài khí để tài sản làm ra không bị tiêu biến mà mang đến sự thịnh vượng.
Tuổi Canh Ngọ hợp cây Lưỡi Hổ. Cây Lưỡi Hổ trong phong thủy có tác dụng trừ tà, xua đuổi ma quỷ, chống lại những điều xui xẻo trong cuộc sống. Đặc biệt là cây Lưỡi Hổ có các sọc vàng, lá mọc thẳng đứng, thể hiện sự quyết đoán, ý chí tiến lên của con người tuổi Canh Ngọ. Người sinh năm 1990 trồng cây Lưỡi Hổ ra hoa, điều này mang lại ý nghĩa lớn trong phong thủy. Sinh năm 1990, hợp cây Đế Vương Đỏ. Cây trầu bà Đế Vương Đỏ thể hiện tinh thần đế vương, uy quyền với vẻ đẹp cao sang, quyền quý, thích hợp với những người lãnh đạo, nhà quản lý, người đứng đầu một tổ chức, thể hiện ý chí nỗ lực không ngừng vươn lên để hướng tới vị trí cao hơn trong sự nghiệp. Người tuổi Canh Ngọ nếu sở hữu loại cây này sẽ gặp nhiều điều may mắn và tài lộc. Hơn nữa, cây Đế Vương Đỏ mang lại sự quyền uy của bậc đế vương, do đó nó sẽ giúp gia chủ tuổi Canh Ngọ tránh xa những điều thị phi, những điều xui xẻo xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Sinh năm 1990, hợp cây Phong Lộc Hoa. Phong Lộc Hoa là loài cây bản mệnh của những người mang mệnh mộc hoặc mệnh hỏa, nên tuổi Canh Ngọ trưng loại cây này cũng rất phù hợp. Do đó, những người sinh năm 1990 khi trồng cây sẽ giúp mang đến nhiều điều may mắn, tài lộc, thịnh vượng cho bản thân và gia đình. Sinh năm 1990, hợp cây Lan Quân Tử. Cây Lan Quân Tử được cho là loại cây phong thủy hợp với những người tuổi Canh Ngọ. Cây Lan Quân Tử có hoa màu đỏ, vàng, màu sắc rực rỡ, là cây cảnh thuộc hành hỏa nên rất hợp với những người mệnh hỏa và mệnh thổ. Người sinh năm 1990 nên bày cây Lan Quân Tử trong nhà hoặc ở trong phòng làm việc sẽ giúp thu hút vượng khí, đem lại may mắn cho chính mình. Nếu bạn là người tuổi Canh Ngọ thì đừng bỏ qua loại cây này. Sinh năm 1990, hợp cây Vạn Lộc. Vạn Lộc là loại cây sở hữu bộ lá đẹp với màu đỏ bắt mắt, màu bản mệnh của mệnh hỏa. Do đó, loại cây này cũng rất hợp với người tuổi Canh Ngọ. Người sinh năm 1990 sở hữu loại cây này sẽ gặp nhiều tài lộc, sự may mắn và thịnh vượng cho gia chủ. Ngoài ra, cây Vạn Lộc còn cho rằng loại cây này còn có tác dụng trừ tà, xua đuổi những điều xui xẻo đến với gia đình người tuổi Canh Ngọ. Sinh năm 1990, hợp cây Hồng Môn. Cây Hồng Môn trong phong thủy tượng trưng cho tình yêu, lòng hiếu khách. Loại cây này rất phù hợp với người mệnh hỏa và mệnh thổ, nên người tuổi Canh Ngọ trưng cây này sẽ mang đến tài lộc và may mắn. Cây Hồng Môn phù hợp làm cây để bàn, phòng khách, quầy lễ tân, trang trí quán cà phê, các góc nhỏ trong nhà. Hy vọng những thông tin trên chúng tôi đã tổng hợp lại về cây cảnh hợp tuổi Canh Ngọ sẽ có thể giúp ích được cho bạn khi lựa chọn cây cho người sinh năm 1990. Chúc các bạn chọn được loại cây như ý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để biết thêm nhiều video hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!